Xin chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Xe Cỏ Hải Dương nhé. Và trong video buổi chiều ngày hôm nay, ngày 30 tháng 5 năm 2023 dương lịch, và em xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị anh chị và các bạn một mẫu xe Acura MDX sản xuất năm 2007 với lớp sơn màu xanh bồ đội. Màu xanh này là cái màu cũng khá đẹp. Với chiếc xe Acura MDX này, nó nằm thuộc trong cái phân khúc xe sang SUV 7 chỗ. Một dòng xe thương hiệu rất là nổi tiếng, nhập khẩu nguyên chiếc Canada, một hãng xe sang của xe Honda. Với động cơ của xe là 3.6 thì dòng xe này nó không phải là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu. Nếu như quý vị chị các bạn đang quan tâm đến mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu thì hoàn toàn nó không phải là mẫu xe phù hợp. Nhưng với chiếc xe này nó lại phù hợp cho quý vị anh chị các bạn nào mà chúng ta muốn sưu tầm dòng xe sang, muốn có một cái dòng xe gọi là để sưu tầm đi chơi, đi công việc và không suy nghĩ gì về vấn đề sang cộ, thì mẫu xe này nó khá là hợp lý. Với cửa tiền chỉ có 360 triệu đồng thôi là chúng ta có thể sở hữu được em nó. Thì với dòng Acura MDX này là dẫn động bằng 4 bánh toàn thời gian nhé. Dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Một mẫu xe sang thực sự và form dáng của xe rất đẹp. Quý vị các bạn có thể nhìn thấy này, rất đẹp luôn. Từ năm 2007 cho đến giờ thì quả thực thiết kế của Acura MDX nó vẫn có một cái nét đẹp, nó vượt theo thời gian rất là nhiều những hãng xe khác. Đến thời điểm bây giờ đời mới 7 chỗ không thể có thể cái form dáng được hoàn hảo như chiếc Acura MDX này. Như chúng ta thì nhìn thấy là cái thiết kế form dáng Acura MDX thực sự rằng nhìn nó không bị lỗi mốt, nhìn nó vẫn rất là đẹp và rất là hầm hố. Và đây là phiên bản Sport. Với cái dòng Acura MDX này nó có 3 phiên bản anh em nhé. Bản Pay, bản thấp nhất, và một bản là bản tiêu chuẩn, và bản Sport. Có 3 phiên bản thì phiên bản này là phiên bản Sport, na răng 5 chấu. Đó, một dàn lốp Michelin của chiếc xe này thì còn khá là đẹp. Một dàn lốp nó còn tầm khoảng 80%. Và con này thì em cũng kiểm tra rất là kỹ rồi. Về vấn đề tai nạn đâm đụng không có. Còn đâu là về hệ thống máy, máy thì hoạt động rất là ổn định, máy nổ rất êm, số má chuyển rất mượt luôn. Và dòng Acura MDX này là hộp số tự động là 6 cấp, tính cả số lùi là 7 cấp. Rồi chúng ta có thể vào chi tiết về hệ thống đèn pha. Sử dụng 2 đèn bi. Đèn phần gầm thì chủ xe cũng nên 2 quả đèn bi nữa. Tổng cộng riêng phần phía trước đầu xe là tổng cộng là 6 đèn bi các bác ạ. 6 đèn bi cho cái công suất đi vào ban đêm bật đèn là cực kỳ sáng. Đó, có bậc bệ lên xuống này, có giá lóc theo xe này, có gương tích hợp xi nhan này. Đây, một dàn lốp thì còn tương đối dày nhá. Đó, nền sơn thì không có một vết xước nào cả. Đấy, các bác này nhìn thấy cái nền sơn của xe thì không có một vết xước nào luôn. Đó, đèn hậu mọi thứ đều sử dụng bằng đèn led năm 2007, nhưng đã trang bị đèn led rồi, rất đẹp. Camera lùi đầy đủ hết nhá. Đó, giá chỉ có 360 triệu đồng thôi. Thì bác nào mà đang quan tâm đến mẫu xe Acura MDX này thì có thể liên hệ ngay với em qua số điện thoại là 0852 555 555 nhá. Gầm của xe thì cái dòng Acura MDX này thiết kế cái phần gầm của nó là thép không rỉ, cho nên là cái màu sắc của cái phần gầm cũng như là phần sắt thép từ cái ống xả của nó rất là trắng luôn, nó không thể rỉ được các bác ạ. Rồi, vào bên trong chi tiết nội thất thì các bác có thể nhìn thấy đây. Với dòng Acura MDX quả thực là nó thiết kế cái không gian nội thất nó rất là đẹp. Đến thời điểm bây giờ thì cái không gian nội thất này em đánh giá nó cũng không thể nào mà lỗi mốt, nhìn nó rất là tương đồng và có những cái nét đẹp rất là sắc sảo. Đó, các bác có thể nhìn thấy này. Đây là phần táp lô nhá. Cửa sổ lóc này. Mọi chức năng điện đóng ở trên xe thì vẫn còn hoạt động rất là tốt, rất là hoàn hảo luôn. Ngay cụ thể thì em sẽ quay cho các bác xem chi tiết về phần nội thất của xe. Con này thì hệ thống ghế da nó là ghế da xịn theo xe, ghế da zin theo xe nhá. May thiết kế nội thất rất là sắc sảo từ những cái đường kim mũi chỉ này, rồi cái form ghế của nó rất là đẹp. Vô lăng là vô lăng 3 chấu, thiết kế dạng thể thao. Số tự động đây, có cả chế độ
đi số tay này. Và đây là cái chế độ comfort sấy sưởi ghế. Đây là cái khay sạc USB 12V. Đây khay đựng nước này. Đây là những cái chi tiết gọi là điều hòa auto rồi đầu đài CD. Và con này thì chủ xe lên màn hình rồi nhé. Đó. Đây là gương kính chỉnh điện, cụp gương điện, vô lăng chỉnh điện, ghế chỉnh điện, bơm hơi lưng. Chi tiết tắp ly của xe thì nó cũng có những cái dấu hiệu gọi là theo tuổi tác. Đây, những cái dấu hiệu gọi là những cái vết dạn của cái phần da xịn này, móng tay chẳng may quạc vào một chút này, rồi là những cái vết xước theo thời gian một chút này. Đấy, còn đâu là ok nhá. Nhớ ghế hai vị trí này, đóng mở cửa 4 tổng năng hạ kính điện, hai kính trước là của chế độ auto. Đó. Keo chỉ thì tất nhiên rồi, zin 100% về thống keo chỉ. Những cái gioăng này của nó thì nó chưa có dấu hiệu bị vỡ hay là bị rạn nứt gì cả. Đây, những con ốc này chưa tháo vặn này, bản nề chưa ra này, tem mát còn nguyên này, ốc ác rồi tem mát còn nguyên. Kể cả như bên trong này cũng vậy, hoàn toàn là hệ thống là keo chỉ là zin. Các bác nhìn này, thiết kế táp lô của xe này rất đẹp luôn. Và thảm sàn của xe là thảm sàn 5D rồi nhá. Ở ghế phía sau này, ghế dài phía sau này thì duy nhất cái điểm này là khả năng là cái top thuốc lá nó rơi vào nên là nó bị ục một nốt này. Còn đâu là cái ghế da phía sau thì cũng khá là đồng đều. Khá là đồng đều luôn, bệ tì tay rất là to bản. Có cửa gió điều hòa ở phía sau và có thể chỉnh được nhiệt độ và sấy sưởi ghế ở phía sau nhá. Dòng này thì ở trên đầu của nó này nó có một cái màn hình nhá. Màn hình này là giải trí nó kết hợp cùng với cái màn hình phía trên thôi. Tắp đi ở phía sau này. Này, tắp đi ở phía sau đây các bác. Tắp đi ở phía sau thì nó có những cái điểm nó bị cũ theo thời gian đây các bác này. Vết sắt này. Đây là vết sắt này, vết này khả năng là do top thuốc chấm vào này. Đây, những cái vết này là vết xước của phần nhựa này. Đấy, tắp đi phía sau này nó có những cái điểm như thế nó xuống cấp theo thời gian, rồi là những cái phần gioăng cánh cửa này thì nó hoàn toàn là không vấn đề gì. Keo chỉ thì là zin. Đây còn đâu riêng cái phần đây nó có cái phần này này. Tả luôn, quay luôn những cái điểm xấu luôn để anh em có thể nắm được cái phần gioăng này. Chúng ta có thể thay thế bằng gioăng mới được nhé. Với mức giá 360 triệu đồng thì thực ra là có những cái chi tiết nào nó chưa vừa mắt và chưa ưng ý quý vị anh chị các bạn thì bên em cũng có thể là khắc phục sửa chữa cho các bác. Đó. Về phần táp ly ở bên phụ. Đây, táp ly ở bên phụ đây. Nó có những cái điểm này này. Đây, cái da này nó hơi bật ra một chút này. Đấy, các bác thấy không? Có địa điểm này này. Rồi cái da này này. Đây là kiểu dạng như bút bi chọc vào cái da này. Đấy. Rồi là cái mặt nhựa của nó thì nó có những cái vết xước răm nhỏ ở đây. Đây nó bằng nhựa, còn trên này nó bằng da. Còn đâu là gioăng này. Do cánh cửa bên phụ thì nó ok. Chỉ là chỉ zin. Tem mác đây đều có. Ốc này chưa có tháo này. Tem đầy đủ luôn này. Con này thì hệ thống ghế phụ cũng là ghế điện đây. Nói chung là nó cũng là một chiếc xe nó có tuổi tác rồi. Cái tầm giá nó chỉ có 360 triệu đồng thôi. Nhưng mà chiếc xe này thì quả thực là cái hệ thống máy của xe mà cái gầm bệ, số má của nó vẫn còn ngon. Ngoài những cái vấn đề là có những cái chi tiết nó bị cũ kém thời gian ở cái phần bên trong nội thất ra. Còn đâu là mọi thứ là đều ok hết. Đây, cái da này nó hơi bị một chút, có những cái điểm nó xuống cấp theo thời gian đấy. Các bác nhìn này, không gian của xe thì quả thực đây là mẫu xe gọi là để đi thanh cảnh. Và đi dạng này thì rất là bền anh em nhé. Acura thì nó là xe sang của Honda thì rất là bền. Và Honda thì các bác biết rồi, nó là một trong những hãng xe cực kỳ bền và rất là nành. Thì chiếc xe này nó là hãng sang của Honda. Mở cái này ra thì ở phía sau nó là cái không gian hàng ghế thứ ba, cũng khá là rộng. Đấy, hàng ghế thứ ba khá là rộng. Nói chung là nó cũng không, chiếc xe này để mà về cái độ đẹp, về cái độ đẹp thì nó cũng không phải là một chiếc xe gọi là đẹp xuất sắc, đẹp như mới được. Đấy, có tuổi tác rồi.
Nói chung là nó còn ổn định về hệ thống thân vỏ, máy móc gầm bệ, số má. Vậy đâu có đâu là nội thất của nó có những cái chi tiết nó bị kém theo thời gian ấy. Thì nếu như anh em mà chúng ta chấp nhận được ở những cái vấn đề nhiều những cái chi tiết nhỏ nhỏ bên trong nội thất nó bị kém kém một chút ấy, thì anh em có thể chấp nhận được và chơi được con xe này. Về hệ thống động cơ của xe thì sẽ cho anh chị và các bạn xem qua luôn đây. Về động cơ của xe thì con này thì máy nó vẫn ngon lắm, máy nổ rất êm anh em ạ. Đây, đây là về hệ thống động cơ của xe. Động cơ là 3.7, động cơ VTEC, một cái khối động cơ rất là nổi tiếng về cái độ lành và độ bền. Em sẽ nổ máy lên cho các bác cùng nghe cái tiếng động cơ của em nói nhé. Con này được cái là thân vỏ khung gầm, gầm bệ, máy móc, hộp số là bao ngon bao chất. Đấy, con này là về các bác mua về là chúng ta không cần phải làm xử lý gì đâu. Từ máy móc này, các bác này, nổ rất êm luôn này. Máy nổ rất êm nhá. Và chạy con này rất là mượt. Máy móc gầm bệ ngon, số má ngon. Đó. À, về chi tiết cabo đây thì các bác có thể nhìn thấy là cabo này vẫn là cabo zin theo xe, chưa có dấu hiệu gì bị va chạm va quệt về phần đầu xe. Đấy, con này thì đầu video clip em cam kết với các bác rất nhiều về vấn đề là đâm đụng thân vỏ là không có đâm đụng gì cả, cho nên là các bác có thể yên tâm về vấn đề là đâm đụng, vấn đề ngập nước. Biển 51 Sài Gòn nhé, anh em Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là ra tên không mất 20 triệu tiền biển đâu. Đó. Đóng cabo vào thì chúng ta chỉ nghe tiếng rè rè của cái phần động cơ, cái quạt gió thôi. Còn đâu là máy của nó khá là êm đấy. Đây, em sẽ ngồi lên xe và chạy thử cho các bác cùng xem nhá. Màn hình này là chủ lắp thêm này. Màn hình Android. Vào số này. Đấy, chúng ta vào số D này. Đấy, nó có rất là nhiều người chạy nhầm vào cái số D3 này. Chạy theo dòng này thì máy nó là máy 3.6. Xăng con này thì chúng ta phải chơi chơi vào và xác định nó sẽ ăn uống loanh quanh vào tầm 13 đến 15 lít xăng trên 100 km nhé. Không thể nào mà tiết kiệm được. Nhưng mà thực sự chơi những chiếc xe Acura thì chúng ta mua về thì có công có việc thì chúng ta cần dùng đến chiếc xe để đi lại thì nó cũng là phù hợp. Một tháng nếu chúng ta sử dụng đi vài lần thôi, chúng ta không đi nhiều suốt ngày thì nó vẫn là hợp lý. Bởi vì bây giờ trong cái tầm giá là 360 triệu thì chúng ta chỉ mua được những hãng xe gọi là phổ thông thôi. Những cái hãng xe ví dụ tầm tiền này thì nó cũng chỉ bằng ngang ngang với một cái mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng đời 2009 2010 đúng không ạ? Nhưng mà Acura nó là một cái đẳng cấp xe nó khác. Thực sự là nếu mà chúng ta không ngại về vấn đề xăng cộ thì đi con này em thấy nó rất là sướng và nó sang. Mà nó là một dòng thuộc tốt trong những hãng xe gọi là bền bỉ, nành. Đấy, nó không hay bị trục trặc gì với cái hệ thống máy móc và hộp số. Đấy. Còn đâu là vì là cái dòng Acura MDX này nó là một trong những hãng xe nó có khá là nhiều những cái tính năng điện tử ấy, cho nên là về cái đồng hồ của xe này thì thi thoảng ấy nó vẫn báo lỗi gọi là check động cơ, báo lỗi đây như hiện tại đây các bạn này, báo lỗi cả lỗi cái lỗi rửa kính này, nó báo lên đây luôn đấy. Nhưng mà thực ra nó vẫn phun nước mưa, vẫn rửa kính bình thường nhưng nó vẫn báo lỗi, kể cả cái lỗi check động cơ ấy. Máy nó vẫn nổ, vẫn hoạt động, vẫn rất ổn định luôn, nhưng mà nó chỉ một cái cảm biến nào đó ở trong cái phần động cơ của xe nó bị kém đi một chút ấy là nó cũng sẽ báo lỗi. Mặc dù là có xử lý và xóa đi rồi thì chỉ được một thời gian ngắn thôi nó lại hiện báo lỗi động cơ. Chơi dòng này thì chúng ta phải chấp nhận một điều, đó chính là cái hệ thống đèn đóm báo lỗi của xe nó
không bao giờ nó ổn định và nó bị mất đi mãi như hãng xe khác. Đấy, chấp nhận là nó sẽ bị hiện đây những cái lỗi check lỗi động cơ này. Đấy, kệ nó luôn. Nếu mà chúng ta chơi những dòng Acura này thì gạt qua cái vấn đề nó bị báo lỗi ở cái phần đồng hồ đi. Cứ thế là chúng ta máy nó cứ nổ ổn định, chạy nó cứ bình thường thì chúng ta vẫn cứ chơi và đi lại thôi. Đó, cửa sổ lốc mọi thứ nào vẫn hoạt động rất là tốt nhá. Đấy, giá 360 triệu đồng. Các bác đang quan tâm đến mẫu xe Acura MDX này thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0852 555 555. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo từ cả bên em. Xin trọng cảm ơn.